Cô chào tất cả các em. Cô tên là Nguyễn Thị Hồng, giáo viên trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn. Hôm nay, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu về phần tiếng Việt. Các em cùng chuẩn bị sách giáo khoa, vở ghi và bút để chúng ta cùng học bài. Ở tiểu học, các em đã được làm quen với các thành phần của câu, trong đó có thành phần tràng ngữ. Chắc các em vẫn còn nhớ, tràng ngữ là thành phần phụ của câu. Nó bổ sung ý nghĩa cho câu, giúp câu được đầy đủ và rõ ràng hơn. Ở chương trình ngữ văn lớp 7, các em sẽ được tìm hiểu về thành phần này qua bài học ngày hôm nay. Tiết 83, thêm tràng ngữ cho câu. Bài này trong chương trình của chúng ta gồm 2 tiết là thêm tràng ngữ cho câu và tiết thêm tràng ngữ cho câu tiếp theo. Nhưng theo nội dung điều chỉnh của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì sẽ gộp lại thành một tiết, chỉ tập trung vào mục 1 lớn của tiết thêm tràng ngữ cho câu và mục 1 lớn, mục 3 lớn, bài tập 1 của tiết thêm tràng ngữ cho câu tiếp theo. Các phần còn lại các em sẽ tự học, nên các em cần lưu ý cho cô. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần 1 lớn bài học. Nội dung thứ nhất, đặc điểm của tràng ngữ. Các em cùng quan sát ngữ liệu trên bảng. Xác định tràng ngữ trong các câu sau, cho biết thêm tràng ngữ cho câu có ý nghĩa gì. Xác định vị trí của tràng ngữ trong câu. A. Dưới bóng tre xanh, đã từ lâu đời, người dân cày Việt Nam dựng nhà, dựng cửa, vợ ruộng, khai hoang. Tre ăn ở với người đời đời, kiếp kiếp. Tre với người như thế đã mấy nghìn năm. Một thế kỷ văn minh khai hóa của thực dân cũng không làm ra được một tấc sắt. Tre vẫn phải còn vất vả mãi với người. Củi xay tre nặng nề quay, từ nghìn đời nay xay nắm thóc thép mới. B. Vì muốn mẹ sống thật lâu, cô bé dừng lại bên đường tước cánh hoa ra thành nhiều mảnh nhỏ, rửa tích hoa cúc trắng. C. Bằng chiếc đũa cả, bà cụ lấy kẹo thật khéo theo băng sơn. D. Bình tĩnh chỉ nhìn khắp gian nhà, Ngô Tất Tố. E. Để đạt danh hiệu học sinh giỏi, em phải cố gắng rất nhiều. Vậy chúng ta đi vào phần tràng ngữ. Trước hết đó là tràng ngữ dưới bóng tre xanh. Đây là tràng ngữ chỉ nơi chốn. Tiếp theo đó là tràng ngữ đã từ lâu đời. Đây là tràng ngữ chỉ thời gian. Tiếp theo nữa là tràng ngữ đời đời kiếp kiếp. Đây cũng là tràng ngữ chỉ thời gian. Một tràng ngữ nữa trong đoạn văn này đó là từ nghìn đời nay, và đây cũng là tràng ngữ chỉ thời gian. Rồi chúng ta cùng đi tìm hiểu, đi tìm các tràng ngữ ở ví dụ B. Đây là tràng ngữ vì mẹ, vì muốn mẹ sống thật lâu. Đây là tràng ngữ chỉ nguyên nhân. Tiếp theo là tràng ngữ bằng chiếc đũa cả. Đây là tràng ngữ chỉ phương tiện. Tiếp theo là tràng ngữ bình tĩnh. Đây là tràng ngữ chỉ thách thức. Câu E là tràng ngữ để đạt danh hiệu học sinh giỏi. Đây là tràng ngữ chỉ mục đích. Chúng ta cùng quan sát bảng. Trong các tràng ngữ này thì chúng ta thấy là cùng tràng ngữ chỉ nơi chốn, chỉ thời gian, chỉ nguyên nhân, chỉ phương tiện, chỉ cách thức và mục đích. Và chúng ta căn cứ vào đâu để nhận biết các tràng ngữ này? Vậy thì chúng ta căn cứ vào các từ ngữ để nhận biết. Đấy. Ví dụ tràng ngữ chỉ nơi chốn thì căn cứ vào các cái từ như là dưới, trên, rồi là trong, ngoài, vân vân. Rồi tràng ngữ chỉ thời gian
thì chúng ta căn cứ vào các từ ngữ như là từ, hồi, năm, tháng, ngày hay là khoảng. Tràng ngữ chỉ nguyên nhân, chúng ta căn cứ vào các từ như là vì, do, tại. Tràng ngữ chỉ phương tiện, chúng ta chú ý các từ như là bằng, với. Tràng ngữ chỉ cách thức, chúng ta chú ý các từ như là với, như. Tràng ngữ chỉ mục đích thì các từ như là để, nhằm, vì. Đó là những từ ngữ chúng ta căn cứ vào đó để nhận biết các loại tràng ngữ. Tuy nhiên ở một số loại tràng ngữ thì nó có những từ ngữ giống nhau. Ví dụ như ở tràng những nguyên nhân có từ vì, ở tràng ngữ mục đích cũng có từ vì, rồi tràng ngữ chỉ phương tiện có từ với, tràng ngữ chỉ cách thức cũng có từ với. Vậy thì chúng ta cần căn cứ vào nội dung ý nghĩa của câu văn để chúng ta xác định loại tràng ngữ. Đồng thời có những loại tràng ngữ không có từ ngữ nhưng chúng ta cũng có thể xác định được đó, đó là chúng ta căn cứ vào nội dung ý nghĩa của câu văn. Vậy từ việc phân tích, ví dụ chúng ta rút ra được kết luận thứ nhất, ghi nhớ thứ nhất đó là về ý nghĩa. Tràng ngữ được thêm vào câu nhằm xác định thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích, phương tiện, cách thức diễn ra sự việc nêu ở trong câu. Các em lưu ý cho cô. Tiếp theo, chúng ta quan sát lại ngữ liệu, đồng thời xác định vị trí của các tràng ngữ. Những tràng ngữ như là dưới bóng tre xanh, vì muốn mẹ sống thật lâu, bằng chiếc đũa cả, bình tĩnh để đạt danh hiệu học sinh giỏi. Thế chúng ta thấy nó nằm ở vị trí đầu câu. Tràng ngữ đã từ lâu đời, từ nghìn đời nay. Đây là những tràng ngữ nằm ở vị trí giữa câu văn. Đặng, tràng ngữ đời đời kiếp kiếp. Đây là tràng ngữ ở trong câu trẻ ăn ở với người đời đời kiếp kiếp. Vậy thì nó nằm ở vị trí đó là cuối câu. Vậy thì chúng ta thấy được rằng là dấu hiệu để nhận biết các cái tràng ngữ này là chúng ta căn cứ vào sự ngăn cách giữa tràng ngữ với chủ ngữ của vị ngữ của câu, có thể là bằng một dấu phẩy khi viết hoặc là bằng một cái quản lý khi chúng ta nói. Vậy thì khi không có dấu phẩy như ở ví dụ C, bằng chiếc đũa cả, bà cụ lấy kẹo thật khéo, thì các em cần chú ý vào cái phần ý nghĩa của câu. Đấy. Cần chú ý vào cái ý nghĩa, nội dung ý nghĩa của câu để chúng ta phân biệt giữa tràng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ. Từ đây chúng ta cũng rút ra được cái ghi nhớ tiếp theo, đó là về hình thức. Tràng ngữ có thể đứng đầu câu, cuối câu hoặc là giữa câu. Giữa tràng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ thường có một quản nghỉ khi nói hoặc là khi viết. Các em cần lưu ý cho cô, lên lớp 9 chúng ta có bài thành phần khởi ngữ và các thành phần biệt lập. Vậy thì các em cần lưu ý phân biệt giữa tràng ngữ với các thành phần đó, bởi phần tràng ngữ và các cái thành phần khởi ngữ, các thành phần biệt lập trong câu nó tương tự nhau và có những cái dấu ngăn cách hoặc là quản nghỉ giống nhau. Vậy thì chúng ta chú ý phân biệt giữa thành phần tràng ngữ với các thành phần khởi ngữ hay là các thành phần biệt lập của câu để nắm chắc hơn về nội dung kiến thức. Ở phần đặc điểm của tràng ngữ thì cô và các em cùng làm một bài tập nhanh nêu tràng ngữ và vị trí của tràng ngữ trong câu, cho biết nội dung của câu thay đổi như thế nào. A có 3 câu. Một là tre ăn ở với người đời đời kiếp kiếp.
phép mới. 2. Đời đời kiếp kiếp trẻ ăn ở với người. 3. Trẻ đời đời kiếp kiếp ăn ở với người. B. 1. Một vài lần tôi đề nghị nó đọc to từ này. 2. Tôi đề nghị nó đọc to từ này một vài lần. Vậy thì chúng ta lưu ý cho cô. Cô gợi ý các em. Thứ nhất là chúng ta tìm tràng ngữ và vị trí của tràng ngữ. Ở thứ nhất, trẻ ăn ở với người đời đời kiếp kiếp. Vậy tràng ngữ ở đây đó là đời đời kiếp kiếp. Ở câu thứ nhất, tràng ngữ đứng ở cuối câu. Ở câu thứ hai, tràng ngữ đứng ở đầu câu. Ở câu thứ ba, tràng ngữ đứng ở giữa câu. Và đây là những tràng ngữ chỉ thời gian. Câu B là tràng ngữ một vài lần. Đây là tràng ngữ chỉ cách thức. Ở câu thứ nhất, tràng ngữ đứng ở đầu câu. Ở câu thứ hai, tràng ngữ đứng ở cuối câu. Vậy thì chúng ta thấy nội vị trí của tràng ngữ thay đổi, có thể đứng ở đầu câu, giữa câu hoặc là cuối câu. Vậy khi thay đổi vị trí như vậy thì nội dung của câu trong nội dung ý nghĩa của câu có thay đổi hay không? Đáp án đó là không thay đổi. Vậy chúng ta cần lưu ý cho cô, khi thay đổi vị trí của tràng ngữ trong câu thì nội dung ý nghĩa của câu không thay đổi. Vậy chúng ta cần lựa chọn vị trí tràng ngữ phù hợp với nội dung của câu văn và đúng với mục đích của người nói, người viết để tạo nên sự liên kết giữa các câu, các đoạn với nhau. Một lần nữa các em nắm lại cho cô nội dung kiến thức của phần đặc điểm của tràng ngữ. Việc nắm được đặc điểm của tràng ngữ sẽ giúp các em vận dụng vào lời nói, bài viết một cách dễ dàng, lưu loát, câu văn đầy đủ nội dung ý nghĩa hơn. Và điều nhỏ đó cũng đã góp phần vào việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Tiếp theo, chúng ta đi sang phần 2 nhỏ, công dụng của tràng ngữ. Phần này là trong sách giáo khoa, đó là trong bài thêm tràng ngữ cho câu ở tiết tiếp theo, nên các em lưu ý cho cô. Chúng ta đi tìm hiểu ví dụ về công dụng của tràng ngữ trong đoạn văn. Các em chú ý cho cô đoạn văn trong sách giáo khoa trang 45-46. Xác định các tràng ngữ trong đoạn văn. Nhưng tôi yêu mùa xuân nhất là vào khoảng sau ngày rằm tháng giêng. Thường thường vào khoảng đó trời đã hết nồm, mưa xuân bắt đầu thay thế cho mưa phùn, không còn làm cho nền trời đùng đục như màu pha lê. Như màu pha lê mờ, sáng dậy nằm dài nhìn ra cửa sổ thấy những vệt xanh tươi hiện ở trên trời. Mình cảm thấy rào rực một niềm vui sáng sủa. Trên giàn hoa lý, vài con ong siêng năng đã bay đi kiếm nhì hoa. Chỉ đổ 8-9 giờ sáng, trên nền trời trong trong có những làn sáng hồng hồng rung động như cánh con ve mới lột. Đây là đoạn trích trong văn bản Mùa xuân của tôi của tác giả Vũ Bằng. B. Về mùa đông, lá bàng đỏ như màu đồng hun. Hay là đoạn câu văn của tác giả Đoàn Giỏi. Vậy trước hết chúng ta cùng xác định tràng ngữ. Các tràng ngữ vào trong đoạn văn đó là tràng ngữ thường thường, tràng ngữ vào khoảng đó, tràng ngữ sáng dậy, tràng ngữ trên giàn hoa lý, tràng ngữ chỉ đổ 8-9 giờ sáng, tràng ngữ trên nền trời trong trong. Và ở câu B đó là tràng ngữ về mùa đông.
Đây là những trạng ngữ chỉ thời gian. Ở những trạng ngữ chỉ thời gian đó là thường thường vào khoảng đó, sáng dậy, chỉ đủ 8-9 giờ sáng và về mùa đông. Còn trạng ngữ trên giàn hoa lý và trạng ngữ trên nền trời trong trong thì đây là trạng ngữ chỉ nơi chốn. Vậy đây là một đoạn văn có đầy đủ các trạng ngữ. Vậy các em sẽ thắc mắc đó là khi nếu như chúng ta lược bỏ đi các trạng ngữ thì đoạn văn sẽ như thế nào, phải không? Vậy sau khi lược bỏ trạng ngữ thì cô có một đoạn văn như sau. Nhưng tôi yêu mùa xuân nhất là vào khoảng sau ngày rằm tháng giêng. Trời đã hết nồm, mưa xuân bắt đầu thay thế cho mưa phùn, không còn làm cho nền trời đùng đục như màu pha lê mờ. Nằm dài nhìn ra cửa sổ thấy những vệt xanh tươi hiện ở trên trời, mình cảm thấy rạo rực một niềm vui sáng sủa. Vài con ong siêng năng đã bay đi kiếm nhì hoa, có những làn sáng hồng hồng rung động như cánh con ve mới lột. B. Lá bàng đỏ như màu đồng hun. Vậy chúng ta thấy được là so với đoạn văn khi chúng ta chưa lược bỏ và đoạn văn sau khi lược bỏ thì đã có sự thay đổi. Thứ nhất, về nội dung, nó đã thiếu đi thông tin, câu văn không rõ ràng, không đầy đủ và thông tin thiếu chính xác, mơ hồ, khó hiểu, thậm chí là nó còn làm cho nội dung bị sai lệch. Như ở ví dụ B, lá bàng chỉ màu đỏ vào mùa đông, còn các mùa khác thì nó màu xanh. Nhưng mà khi chúng ta lược bỏ thì lá bàng đỏ như màu đồng hun, làm cho chúng ta nghĩ là lá bàng nó có màu đỏ vào tất cả các mùa. Đấy. Vậy thì các em thấy được rằng là trạng ngữ tuy là một thành phần phụ trong câu, nhưng trong một số trường hợp chúng ta không nên lược bỏ trạng ngữ, bởi thành phần này bổ sung cho những nội dung cần thiết trong câu văn. Vậy thì chúng ta biết được công dụng đầu tiên của trạng ngữ, đó là về nội dung. Nó xác định hoàn cảnh, điều kiện diễn ra sự việc và làm cho nội dung câu được đầy đủ, chính xác hơn. Ngoài ra thì trong câu văn, trạng ngữ còn có tác dụng đó là nối kết, liên kết các câu văn, đoạn văn với nhau, làm cho bài văn, đoạn văn trở nên mạch lạc. Vậy chúng ta quan sát vào hai ngữ liệu ở trên, chúng ta thấy đoạn văn có sử dụng ngữ liệu thì các câu văn được liên kết từ với nhau rất là chặt chẽ và làm cho cái đoạn văn trở nên rất là mạch lạc. Còn ở đoạn văn chúng ta đã lược bỏ ngữ liệu thì câu văn không rõ ràng, thiếu thông tin. Đấy. Và đoạn văn trở nên rất là lủng củng, rất là khó hiểu. Từ đó chúng ta biết thêm về công dụng thứ hai của trạng ngữ, đó là về hình thức. Trạng ngữ giúp nối kết các câu, các đoạn với nhau. Và trạng ngữ làm cho đoạn văn, bài văn được mạch lạc. Các em lưu ý phần ghi nhớ này vào trong bài học của mình. Trạng ngữ có những công dụng như sau. Thứ nhất, về nội dung, xác định hoàn cảnh, điều kiện diễn ra sự việc nêu trong câu, góp phần làm cho nội dung của câu được đầy đủ và chính xác. Thứ hai, về hình thức, trạng ngữ giúp nối kết các câu, các đoạn với nhau, góp phần làm cho đoạn văn, bài văn được mạch lạc. Vậy thì cô và các em đã cùng nhau tìm hiểu về đặc điểm và công dụng của trạng ngữ. Khi giữ
Khi chúng ta sử dụng tràng ngữ hiệu quả thì sẽ giúp cho các em hoàn thành tốt các bài kiểm tra, các bài tiếng Việt và các bài tập làm văn. Đấy. Vậy chúng ta đi vào phần hai lớn luyện tập. Ở đây cô lưu ý các em ở tiết thêm tràng ngữ cho câu và tiết thêm tràng ngữ cho câu tiếp theo theo điều chỉnh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì phần bài tập ở tiết thêm tràng ngữ cho câu các em sẽ tự làm ở nhà. Còn ở tiết thêm tràng ngữ cho câu tiếp theo thì trong bài học hôm nay chúng ta sẽ làm bài tập 1, còn những bài tập còn lại các em cũng tự làm, tự tìm hiểu ở nhà. Bây giờ chúng ta đi vào bài tập 1 trong sách giáo khoa trang 47-48. Tìm và nêu công dụng của tràng ngữ trong đoạn trích sau. Đoạn A. Kết hợp những bài này lại, ta được chiêm ngưỡng một bức chân dung tinh thần từ họa rất rõ nét và sinh động của nhà thơ. Ở loại bài thứ nhất, người ta thấy trong nhà thơ Hồ Chí Minh có nhà báo Nguyễn Ái Quốc hết sức sắc sảo trong bút pháp ký sự, phóng sự và nghệ thuật châm biếm. Ở loại bài thứ hai, ta lại thấy ở nhà thơ cách mạng sự tiếp nối truyền thống thi ca lâu đời ở phương Đông của dân tộc từ Lý Bạch, Đỗ Phủ đến Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du, Nguyễn Khuyến theo Nguyễn Đăng Mạnh. Vậy thì trước hết chúng ta sẽ tìm tràng ngữ. Tràng ngữ thứ nhất đó là ở loại bài thứ nhất, và tràng ngữ thứ hai đó là ở loại bài thứ hai. Về tràng ngữ này, đây là những tràng ngữ chỉ nơi chốn. Vậy những tràng ngữ này có công dụng gì? Cô gợi ý các em đó là vừa nó là những tràng ngữ chỉ nơi chốn, vừa có tác dụng bổ sung những thông tin tình huống, vừa có tác dụng liên kết các luận cứ trong mạch lập luận của đoạn văn, giúp đoạn văn trở nên rõ ràng, dễ hiểu. Tiếp theo, đoạn văn B. Đã bao lần bạn vấp ngã mà không hề nhớ? Lần đầu tiên chập chững biết đi, bạn đã bị ngã. Lần đầu tiên tập bơi, bạn uống nước suýt chết đuối phải không? Lần đầu tiên chơi bóng bàn, bạn có đánh trúng bóng không? Không sao đâu. Vì lúc còn học phổ thông, Louis Pasteur chỉ là một học sinh trung bình. Về môn hóa, ông đứng hạng 15 trong số 22 học sinh của lớp. Theo trái tim có điều kỳ diệu. Vậy chúng ta cùng tìm tràng ngữ. Rồi. Đây là những tràng ngữ cô đã tìm. Thứ nhất, đã bao lần. Thứ hai, lần đầu tiên chập chững biết đi. Thứ ba, lần đầu tiên tập bơi. Thứ tư, lần đầu tiên chơi bóng bàn. Thứ năm, lúc còn học phổ thông. Thứ sáu, tràng ngữ thứ sáu là về môn hóa. Vậy đây là những tràng ngữ vừa bổ sung thông tin về thời gian diễn ra sự việc nêu ở nòng cột câu, vừa có tác dụng liên kết các luận cứ nhằm chỉ rõ trình tự của các lập luận. Vậy thì những tràng ngữ như đã bao lần này, lần đầu tiên chập chững biết đi, lần đầu tiên tập bơi, lần đầu tiên chơi bóng bàn, lúc còn học phổ thông, đây là những tràng ngữ chỉ thời gian các em nhé. Còn riêng tràng ngữ về môn hóa, đây là tràng ngữ phương diện, chỉ rõ phương diện mà câu văn bàn tới, là về môn hóa hay là về môn văn, môn toán, vân vân. Với bài tập 2, chúng ta đặt 5 câu với 5 tràng ngữ khác nhau, gạch chân giữa các tràng ngữ và cho biết các tràng ngữ đó bổ sung ý nghĩa gì. Vậy thì ở bài tập này, cô yêu cầu các em làm bài vào giấy kiểm tra, có ghi đầy đủ thông tin họ, tên, trường, lớp, sau đó chụp hình lại. Đấy, chụp hình lại và gửi vào nhóm lớp trên Zalo hay là trên Facebook cho cô.
đấy, gửi vào tin nhắn đấy. Và thời hạn nộp bài của các em đó là trước khi học tiết tiếp theo đấy, các em lưu ý cho cô như vậy. Bài này cô sẽ lấy điểm điểm ở các bài tập mà giáo viên yêu cầu này, các em lưu ý cho cô. Điểm mà bài tập ở bài tập cô yêu cầu này, cô sẽ lấy điểm vào phần điểm miệng và hoặc là điểm kiểm tra 15 phút, tức là phần điểm kiểm tra thường xuyên. Nên các em làm bài ghi đầy đủ thông tin họ tên, trường lớp đấy, và gửi vào tin nhắn của nhóm lớp để cô có bài chấm điểm cho các em. Vậy trước khi kết thúc bài học thì cô dặn dò các em một xíu. Thứ nhất, về phần học bài, các em tự tìm hiểu mục 2, tách tràng ngữ thành câu riêng và hoàn thành các bài tập trong sách giáo khoa. Ở phần này, lúc nãy ở đầu bài cô đã nhắc nhở các em chú ý. Đồng thời, các em làm các bài tập, tự làm các bài tập còn lại ở trong sách giáo khoa ở hai tiết thêm tràng ngữ cho câu và thêm tràng ngữ cho câu tiếp theo. Học thuộc nội dung phần ghi nhớ, nắm vững được đặc điểm công dụng của tràng ngữ. Đó là về phần học bài. Phần chuẩn bị bài, các em chuẩn bị cho cô bài tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh và bài cách làm bài văn lập luận chứng minh. Hai bài này chúng ta sẽ học gộp vào một tiết vào tiết sau. Nên các em cần chú ý cho cô đọc kỹ và thực hiện đầy đủ các yêu cầu trong phần 1 trong sách giáo khoa, trong bài mục đích và phương pháp chứng minh đấy, và phần mục đích và phương pháp chứng minh và phần các bước làm bài văn lập luận chứng minh ở trong hai bài này. Vậy các em nhớ phần dặn dò của cô để thực hiện chuẩn bị cho tốt. Bài học đến đây kết thúc. À, cô chúc các em có một tiết học thuận lợi và làm bài đúng thời hạn để nộp cho cô.